chứ 18 giờ chiều với nhau vô không biết đóng lá chừng nào xong. Ủa phải nghỉ nữa đúng không ta, chắc phải mua quá chắc phải mua quá chứ phải nghỉ nữa mà nghỉ gì? Ý là giao vô là phải để nghỉ mấy tiếng xong mới gì mà 18 giờ chiều mà không gọi điện máy thì nó dài câu đặt từ hồi sáng hồi hôm qua hẹn là em giao trong vòng tới chiều trước 20 giờ tối hôm qua là em giao tới cho anh, tới bữa nay chưa thấy đâu kìa yeah. Kìa tin thấy không, thấy không lúc này thì chưa thấy đâu. Hết mỗi đường đỏ là tại đất của mình à, mình không yêu đất bự luôn ha. Đây phố đèn đỏ nè, chúng ta lộn mũi mũi đèn đỏ đã thành phố đèn đỏ luôn, gò mò đồ chi phố đèn đỏ, ơi phố đèn đỏ đúng đèn đỏ chứ. Thấy phố đèn đỏ dài không tin, dài không? Dài quá dài luôn. Đó, phân đỏ dài tới cây cầu phía trên luôn á. Chưa dọc đường coi chừng chó dữ rồi rồi qua phố Hận để ta làm là ngon rồi, để ta đổ từ từ ra mới xong luôn, để không phải mở rộng đường nữa ha. À, ở đây phố Hận rồi đó, đâu phải cái đường đâu mới rộng ta, đó chắc là mở đằng cho xe chở đồ vô đằng thi công á, chứ cái đường tới đây hết rồi mà, chứ đường Phú Hận mở không lấy ra xong á. Tên gì cái tên à. Đi cầu chú đâu thì có ta làm đường chú đâu à, thì nói chứ có anh ta làm đường ghép chú đâu. Cái tường nằm trên trục đường Phú Hận mà hai số phận khác nhau, một cái tường nước ngập, một cái tường thì Sitin Kun, tường của Sitin Sitin Kun, còn đây tường nước ngập nè, quả hồng nước ngập á, Sitin Kun nước ngập tâm luôn. Khi mũi đèn đỏ lên rồi thì xếp xét. Nói tới rồi, nếu như em vô đi. Chưa. Và tới rồi. Quả siêu vô. Ông nói là tới rồi. Chưa. Chưa tới con mama. Chưa mình nghe hả? Chưa. Từ cái tin trước chỉ tin cun xong mấy ra kia mới tới được, vàng đỏ là tới trường cái tin nè, qua Quỳnh Tân Phát qua cầu Phú Hận là tới xin tin cun liền.
nữa. Cái chi mà cắn nữa. Cái chi ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Tiên Đen. Bye bye nha.